trong khi quá chừng là rẻ. Chỉ có 75 ngàn mà được 5 đôi như thế này, nếu mà mình tính ra chỉ có 15 ngàn một đôi à. Vải thì cũng mịn màng, cầm lên nó nhẹ tên à, co giãn cực kỳ tốt nữa. Bởi vậy, đáng lý ra là mình phải mua sớm hơn, đâu có để cái đôi tai của mình nó ra nông nổi như thế này. Bị rám nắng, sạm da đến báo động luôn nè mọi người. Cái này là không phải do một ngày một bữa, mà cũng năm dài tháng rộng rồi. Do hoa sưng chủ quan á, cái kiểu mình ở giường cứ ra vô mà không chịu bằng áo khoác, đen rõ rệt luôn. Mà vòng vòng ở nhà lúc nào cũng bằng áo khoác thì mình thấy không được thoải mái. Nên giờ có cái đôi găng tay này vô một cái cảm thấy nó tiện mà nó dễ sử dụng nữa, nhẹ tên nè. Co giãn tốt lắm, đeo vô thấy rất là dễ chịu. Vừa thoải mái mà thấy rất là tiện lợi cho mình sinh hoạt hàng ngày nữa. Có thể chống nắng cho mình. Sơ hở là đi ra giường, hở hở là đi ra giường mà không có cái đôi găng tay này để mà chống nắng hỗ trợ. Chắc mơ mốt tương lai là chắc mọi người nhìn không ra hoa xuân của ngày nào luôn. Đen thùi lùi thối lúi luôn. Bạn nào mà thường xuyên tiếp xúc với nắng á, mua cái này về dùng, thoải mái mà tiện, rẻ, tha hồ mà dùng, siêu thích luôn.